Ok, đây là taxi ở Nhật Bản. Thì cái cửa nó sẽ tự mở, tự đóng nhé. Ok, xin chào, và ngày hôm nay mình đến Shiga. Thì trong cái lúc mà mình đến Shiga thì mình đã vào một cái quán gọi là Sunday Spec River Garden, một cái quán cực kỳ dễ thương luôn. Mình nói chung là nó về pizza và những cái đồ món Tây và đồ ngọt, thì mình cảm thấy cái này rất là thú vị ha. Đây, ví dụ ở đây mọi cũng có là dinner, tức là những bữa ăn tối hoặc là những bữa ăn chính. Các bạn thấy, có thể thấy cái món ở đây nhìn rất là dễ thương luôn. Pizza, nó có các loại pizza, thì các bạn có thể thấy giá pizza ở đây khá ok nè. Nói chung là cũng giá khá bình thường đó các bạn. Rồi, cà phê menu, nói chung là quán cực kỳ dễ thương, trang trí đèn thông Noel này kia. Rồi có BBQ này. Okay, now let's go inside. Thì khi vừa mới bước vào cửa thì sẽ một cái quầy rượu Việt Nam luôn. Đây là cái quầy rượu nhé các bạn. Nói chung là quán trang trí cực kỳ Tây luôn. Nó có một cái lò nướng pizza rất là lớn như vậy. Nó không sử dụng cái lò bình thường mà sử dụng cái lò này khá là thủ công. Và khi mà nướng bằng cái lò này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và ở đây là cái toilet ha. Các bạn thấy nhạc hay không? Mình rất là thích mấy kiểu nhạc như thế này khi mà vô một cái quán nào đó. Và những cái nhạc này làm cho mình liên tưởng đến những cái hồi mà mình đi các quốc gia ở phương Tây á. Một cái kiểu thiết kế cực kỳ là phương Tây luôn á. Có quầy bar này, rồi có bếp này, bàn rất là trẻ, thiết kế rất là trẻ ha. Và đây là cái phần nước uống của mình. Và đây là phần espresso của sếp mình. Rất là nhỏ. Nó chỉ có 40cc thôi các bạn. Và cực kỳ đắt luôn. Nói chung là sếp mình là một người nghiện cà phê. Ở đây là hai cái bánh của sếp mình và cũng như là đối tác của bên mình gọi. Và đây là lúc mà mình đi về. Đây là nhà ga ở Shiga. Ok, như các bạn đã thấy thì có vẻ như là mình đã có một ngày trải nghiệm khá là thú vị tại một cái nơi mới, một cái nơi Shiga trong một cái buổi đi công tác của mình. Thì có khá là nhiều người khi mà họ xem những cái video và họ nghĩ về những cái thứ ok, mình sẽ thật là may mắn, hoặc là mình tại sao mình luôn duy trì một cái năng lượng hoặc là một cái thứ mà cảm thấy tích cực như vậy. Thì chính bản thân mình á, đối với bản thân mình luôn tin là không có cái gì nó xảy ra đối với cuộc đời của mỗi người nó là cái sự may mắn, mà nó chính là đầu tiên là chính bản thân mình khi mà dựa vào những cái quan điểm của mình mà mình đã suy nghĩ từ trước đến giờ đối với bản thân mình, là mình đã một cách nào đó vô tình hoặc cố ý mình đã kiến tạo ra nó trước ở thời điểm đó. Đối với việc đi Nhật Bản cũng vậy, và đối với những cái chuyến đi nhỏ nhỏ như này cũng vậy, thì mình luôn mong muốn, tức là đặt ra một cái yêu cầu cho bản thân mình, và cũng như là yêu cầu giống như là các bạn gửi thông điệp đến vũ trụ á, là các bạn sẽ muốn đi đến một cái nơi nào đó, hoặc là các bạn muốn có những trải nghiệm đó, và đồng thời là các bạn có cũng muốn được xung quanh bởi những người nào đó. Thì
các bạn sẽ dần dần các bạn nhận thấy là khi mà các bạn đặt ra những cái tiêu chí nó một cách xác thực như vậy, thì vũ trụ sẽ càng ngày sẽ đem lại cho những cái điều mà các bạn thật sự mong muốn và những cái điều mà nó thật sự là đồng cùng với lại những cái thứ mà bạn đã đề ra. Nhưng mà cũng có một cái yếu tố nữa, đó là các bạn cần phải duy trì được cái sự tự tin về bản thân mình, và cũng như đó là sự hạnh phúc, sự vui vẻ thật sự bên trong. Nếu như mà thật sự các bạn hạnh phúc bên trong á, thì các bạn đặt ra những cái suy nghĩ thì nó rất là trong suốt, nó rất là gọi là sao nhỉ? Nó rất là trong suốt và nó cực kỳ là thuần. Tức là những cái thứ mà thật sự làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đồng thời mình thì cũng luôn luôn cố gắng mọi cách có thể tìm ra những cái yếu tố nào cảm thấy tốt ở trong cuộc sống để mình nhìn vào cái đó, để mình cảm ơn về những cái điều tốt đó đã xảy ra với cuộc đời của mình. Còn những cái điều mà không tốt xảy ra đối với cuộc sống của mình á, thì hoặc là những cái thứ mà không tốt đã xảy ra với cuộc sống của mình, thì mình lại cũng có những cái phương pháp khác nhau để mình có thể tháo gỡ ra được những cái cảm xúc đó, những cảm xúc tiêu cực đối với bản thân mình, để rồi thì mình lại tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình. Và cái sự hạnh phúc và cái sự tin tưởng bản thân nó rất là quan trọng, và nó sẽ giúp cho các bạn có thể đạt được nhiều thành công và nhiều cái thứ hạnh phúc hơn nữa ở trong cuộc sống. Mình luôn luôn tin là vậy. Và đồng thời cái yếu tố cốt lõi duy nhất mà mình luôn tin, có thể nói là cả 10 năm trời của mình rồi, thì đó là chúng ta không phải chỉ sống một cuộc sống này đâu. Chúng ta không chỉ có một cái lifetime, hay là tức là một cái kiếp sống này đâu. Và chúng ta cũng không hẳn là cái cơ thể của chúng ta, mà dù sao đi nữa thì chúng ta là cái phần con, cái phần hồn ở bên trong của chúng ta. Và liệu rằng chúng ta có sử dụng được cái sức mạnh của cái phần hồn của chúng ta hay không? Và liệu rằng sau khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ làm gì với cái quãng đời tiếp theo của chúng ta? Thì mình luôn luôn, đối với bản thân mình, luôn luôn đặt một câu hỏi như vậy, và mình luôn luôn không dừng lại và luôn luôn tìm kiếm câu trả lời thông qua những cái tập luyện của bản thân mình, thông qua những cái bài đọc mình đọc. Và mình thấy là khi mà càng áp dụng những cái thứ đó đối với cuộc sống của mình thì cuộc sống nó càng trở nên một cách rõ nét hơn nữa. Mình không biết có bạn nào đã nghĩ đến những cái việc như là có thể các bạn nói là ok, có thể là mình cũng không hiểu tại sao rất là nhiều bạn hoặc là nhiều người họ cứ kêu là ok, ví dụ như sau khi các bạn chết thì các bạn sẽ, ví dụ là có một người thầy hoặc là một người nào đó đến rồi xong kiểu sẽ tiễn về bạn về thế giới bên kia. Nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao mọi người cứ nói một cách mặc định như vậy, mà mọi người lại không đi tìm hiểu thế giới bên kia là bao gồm những cái gì, hoặc là có những cái thứ gì, hoặc là nó diễn ra như thế nào, mà mọi người lại quá chú trọng và tập trung tìm hiểu những cái thứ như là cơ thể hoặc là những cái thứ thuộc về thế giới vật chất. Thì mình cảm thấy mình đặc biệt và mình khác biệt hơn những người khác ở chỗ là mình luôn cố gắng và nhìn nhận vào những cái thứ mà thật sự thuộc về bản thân mình, là những cái thứ mà mình thuộc về. Tại vì mình luôn tin là mình không chỉ đơn giản là cái cơ thể này, mà mình chính là cái sức mạnh của cái năng lượng mình có, của cái suy nghĩ mình tạo nên, và của những cái thứ mà mình kiến tạo ở trên trái đất này. Ok, và trong video này mình nói đến đây thôi. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là hạnh phúc này. Không biết là bạn nào có giống như mình thì trước khi mỗi buổi tối đi ngủ thì có một cái bài tập, đó là chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ về những cái thứ mà chúng ta muốn, và sau đó chúng ta lại gửi thông điệp đó đến vũ trụ ba la rộng lớn và nói với vũ trụ rằng hãy giúp tôi thực hiện điều đó. Ok, chúc những điều ước của bạn, chúc những cái thứ mà đã đặt ra cho vũ trụ này, đặt ra cho bản thân mình được thực hiện và xuất hiện ở trên trái đất để chúng ta trải nghiệm.